Thế anh xin chào mọi người. Tiếp tục ngày hôm nay thì em lại về thêm một mẫu xe Toyota Innova. Một trong những mẫu xe bán rất là chạy trên thị trường. Một dòng xe chúng ta có thể chạy dịch vụ cũng được mà chạy phục vụ gia đình cũng rất là ok các bác nhé. Một dòng MPV 8 chỗ ngồi gầm cao, rất là cơ động luôn. Và để nói về dòng máy xăng thì dòng Innova luôn là một trong những dòng xe tiết kiệm nhiên liệu số 1 phân khúc các bác nhé. Kể cả từ phần tiết kiệm nhiên liệu hay là chất lượng thì dòng xe này luôn đứng hàng đầu. Chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn bản E các bác nhé. Xe được mang tên tư nhân biển Thủ đô 30G96826, biển rất là đẹp luôn. Tổng thanh sơn xi màu bạc và xe được lên form mới các bác này. Cặp đèn pha thiết kế nhìn khá là đẹp luôn, mà đèn pha thì còn rất là sáng đều các bác nhé. Mặt ca lăng cũng vậy này. Đăng kiểm tháng 10 năm 2022. Thiết kế đầu xe đây, xe lên form mới nên đầu xe nhìn rất là đẹp luôn, rất là thể thao. Đây cặp đèn pha em coi. Mặt ca lăng đây. Mặt ca lăng được mạ chrome rất là đẹp. Dàn gầm này. Bộ mâm nút kép đây. Dàn nốt 4 quả khe rãnh rất là dày các bác nhé. Sinh nham tích hợp trên gương. Một dòng xe MPV 8 chỗ ngồi gầm cao rất là rộng rãi, đi được trên tất cả mọi địa hình. Đây gương kính chỉnh điện này, vô lăng này. Vô lăng 4 chấu được trang bị là hai túi khi an toàn, phanh ABS 4 bánh các bác nhé. Màn hình cam, nồi cam, hành trình tất cả đầy đủ hết này. Và chiếc xe thì còn rất là đẹp luôn, từ trần nỉ các bác này, trần nỉ nguyên bản không một vết bẩn, vết ố luôn nhá. Ba dàn điều hòa. Nội thất màu kem này, rất là sạch sẽ. Táp ly cũng vậy mọi người nhé. Chiếc xe thì cam kết cho bà con là không có đâm đụng, không ngập nước nhé. Cột kèo nguyên zin. Sơn xi nội ngoại thất đều rất là đẹp luôn. Máy gầm chất 8 chỗ ngồi rộng rãi chất lượng. Một trong những dòng máy xăng là lựa chọn số 1 trong phân khúc MPV các bác nhé. Với cửa tiền hơn 300 triệu đồng thôi, 325 triệu đồng là các bác đã sở hữu được chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2015 này rồi. Một mẫu xe siêu bền bỉ, siêu kinh tế các bác nhé. Đấy, mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhé, theo số điện thoại 0354 152 888. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thiết kế đuôi xe đây các bác này, xe được lên form mới rồi, nên là được thiết kế trang trí phần đằng sau cũng rất là đẹp luôn. Cảm biến va chạm này, rồi là màn hình cam lùi đuôi gió đây. Đấy, thiết kế đuôi xe đây, nhìn đằng sau cũng khá là cuốn hút, khá là thu hút các bác nhé. Hệ thống khung gầm này, lốp sơ cua đây. Đấy, khung gầm này không có mục ngoặt các bác nhé, không mục ngoặt thế nào này. Đấy, khung gầm này. Cửa tiền 325 triệu đồng. Mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho em nhé. Đấy, sơn xi sạch đẹp, xe sẵn đổ xăng vào đi thôi. Đây, nội thất đây. Táp lô táp ly này. Giờ em sẽ cho các bác cùng tham khảo qua về phần khoang máy nhé. Đây vô lăng này. Vô lăng này. Đây củ số này. Đây các chi tiết nội thất đây. Đó, rất là đẹp luôn. Bên Thế Anh thì có mua bán vận chuyển giao xe trên khắp toàn quốc nhé mọi người nhé. Cả nhà chúng ta ở xa bưng xe thì cứ liên hệ với em. Máy móc thì rất là ok đấy các bác nhé, cực kỳ chất luôn, không rung giật, không hơi thừa. Máy móc rất là khô này, đầu dạng nguyên này. Máy rất là khô nhá. Phanh nhà bét này. Máy rất là êm, nổ rất là giòn. Mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho em nhé. Và video ngày hôm nay thì em cũng xin được tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.